Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip chia sẻ với mọi người về vấn đề là bị nấm, cây bị nấm cả nhà. Thì bây giờ cách mà mình trị cho cây bị nấm không lây lan ra những cái cây khác cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái lưỡi lam này. Thì mình sẽ cắt những cái này đi. Cắt bỏ những cái này đem ra dục xa khỏi vườn hết cả nhà. Chứ nếu mình để thì cây này nó bị thì nó sẽ lây lan ra những cây khác. Bởi vì cái này á là nó rất là dễ lây. Bởi vì cái này không phải là do đất. Nếu như do đất thì mình chia sẻ với cả nhà luôn. Đây là cái nấm đối kháng, nấm Chico Đạt Ma của mình. Thì mình dùng cái hiệu này để mà mình bón, mình trộn với đất hết cả nhà. Thì trong đất, nhất định trong đất thì nó sẽ không có vi khuẩn rồi. Nhưng mà đây là nấm nó lây lan hết cả nhà. Nấm nó bị phát sinh và lây lan. Thì bây giờ cách, nếu như nấm cây bị nấm mẹ thì nó có khác hết cả nhà. Mình cũng dùng một cách tương tự, nhưng mà ở đây là cái nó bị là bị cái bông nè cả nhà. Đó. Thì bây giờ mình lạng bỏ hết, mình đừng có tiếc, mình lạng bỏ hết cái thành phần bị nấm này ra. Rồi bắt đầu mình đem xa dục xa giường ra cả nhà. Cái này bông rất là khỏe, nhưng nó đang bị nấm. Mình sẽ dùng cái lưỡi lam và mình sẽ cắt nó nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ cắt cho mọi người xem. Mình không tiếc, cái nào bị là mình cắt. Cả nhà thấy không? Mình lạng chỗ này, mình kiếm cái bọc hay cái gì đó thì mình bỏ nó vô. Là những thành phần nó bị nấm này cả nhà, ở dưới đây nó vẫn còn một bị một miếng nè, mình cắt bỏ luôn. Đó. Mình cắt bỏ, mình loại bỏ những cái bị nấm này ra khỏi vườn nha cả nhà. Thì nó sẽ không lây lan tới những cái cây khác nha cả nhà. Cách mà mình trị cái này là do cái vi khuẩn này nó lây ở, không biết nó phát sinh từ đâu, chứ trong đất thì không có. Nếu trong đất thì nó sẽ bị bẹ chứ không phải bị trên bông vậy. Này là nó bị trên cái bông. Cả nhà xem, mình lạng bỏ. Thì cách này thì nó sẽ không bị lây lan tới những cây khác nữa. Cái bông của mình rất là tốt. Cây này là cây Nhật Hana nha cả nhà. Mình đừng có tiếc, cắt bỏ nó đi. Làm cẩn thận, nhẹ nhàng, đừng để cho nó rớt lại ngay cây. Cái bệnh này rất là khó chịu hơn cả nhà. Bệnh này mình thấy mình tức lắm luôn á, rất là ngứa mắt. Vì nếu mà cây này bị mà mình không có làm nó liền, không có cắt bỏ nó thì nó sẽ lây lan ra những cây khác. Nó toàn bộ nè, cả nhà coi nè, bông rất là nhiều. Thì bây giờ mình trước tiên là mình phải làm sạch nó đi để nó không còn tí nào hết. Cả nhà thấy ha, không còn ứng nào hết, mình cắt bỏ hết hoàn toàn. Đó. Thì mình thấy thì mình làm kịp thời thì cây nó, mình nó sẽ không bị lây ra vườn nha cả nhà. Và những lá này mình nên bỏ đi cả nhà, tước sát gốc. Đó. Giống như những clip khác mình cũng nói, mình chỉ để mỗi một cây 3 lá thôi nè cả nhà. Đó. Chỉ 3 lá thôi và một lá mầm mới ra. Đó. Còn cái lá này là công năng của cây nè. Lá này ra thì bông trời bông quyết định nó sẽ ra theo liền. Đó. Như một cái lá đơn như lá thay vì lá này là nó ba, chia ra ba nhánh, mà lá này là nó chỉ có một lá duy nhất mà thôi, là tôi gọi là lá công năng. Thì cả nhà xem cái lá này nó ra nè, thì mé bên này nha, mé bên này nó cũng có một cái chồi bông. Đó, chồi bông này cũng chuẩn bị là nó lú lên. Thì mình á, vườn mình thì mình cũng bị được ít cây cả nhà, chỉ hình như là 2 cây.
ba cây cả nhà. Bây giờ cách mà mình điều trị cho nó là trước tiên là mình phải đây một cây nữa ha cả nhà. Cây này cũng bị nè, thì mình cũng lạng ra, lạng bỏ nó đi, lạng sát gốc. Cái này nó làm sát quá, mình cũng lạng sát xuống. Cả nhà đừng tiếc nha, tại vì mình nó sẽ ra lá khác thôi. Nếu cả nhà để thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cây khác. Điều trị cực lắm, tại vì cái cách của mình á là mình không muốn dùng thuốc. Mình không muốn dùng thuốc nha cả nhà. Mình điều trị kiểu này nó sẽ không lây lan. Còn cả nhà không trị, không lạng nó bỏ là nó sẽ lây tới những cái khác. Đó, mình lạng như vậy là đã sạch rồi nè cả nhà. Mình nên bỏ những cái này đi. Cái này là nấm bệnh nó, cái loại nấm này là nấm nó sẽ lây đó. Mình cũng để ba lá, lá này lá thứ tư, cây này cũng chuẩn bị ra bông nha cả nhà, tại vì cái gốc của nó cho cả nhà xem như thế nào. Ví dụ cả nhà như mình á thì mình biết cái gốc nó to ra, nó to ra như vậy thì cái chò bông nó chuẩn bị ra. Còn như cả nhà mà mới trồng dâu á thì mình nhìn cái lá công năng mình biết là cây nó chuẩn bị ra bông thì mình mới tưới dinh dưỡng cho nó, làm gốc cho xa xa ra cho nó đừng có bị tưới, nó bị nắm. Thì cả nhà biết không, luôn luôn lúc nào mình cũng chia sẻ với cả nhà là mình nên mình bị ba cây, đang cây nữa nè cả nhà. Cây này mới vừa bị luôn nè, thì tại vì ba cây nó gần nhau cả nhà, ba cây nó gần nhau thì nó sẽ lây. Bởi mình nói như sao nó cây là nó sẽ lây đó, cả nhà thấy nha. Cây này cũng chuẩn bị ra bông nè, mà bây giờ nó bị như vậy, mình mà không điều trị cho nó, mình không cắt bỏ cái này là nó sẽ ảnh hưởng tới cái bông khác nè. Ra có cái đuôi búp rồi cả nhà thấy ha, là cái búp nằm bên trong đó, búp bông. Bây giờ mình cắt bỏ cái này đi. Cái này nó mới bị có được một tí xíu thôi, nó mới bị lây thôi, mình cũng nên cắt. Bởi vì sao mà mình hay chia sẻ cả nhà, khi cả nhà mà cái này mình đã làm xong, khi mà cả nhà trồng á, lúc nào luôn luôn lúc nào mình cũng chia sẻ cả nhà là mình hãy dùng cái nấm đó, nấm chi cô đặc na này. Cả nhà có thể là tưới cũng vẫn được nha cả nhà, mình pha lỏng mình tưới trong đất cũng được, mình tưới trong chậu mình đã trồng qua rồi á thì mình cũng có thể tưới. Nấm này nấm chi cô đặc ma này, nấm này là này xài rất là tốt. Thì mình nếu mình cả nhà không trộn thì cả nhà có thể là đem đi tưới, pha loãng với nước rồi mình tưới cho vô đất xung quanh chậu hả cả nhà. Thì mình vườn mình hiện giờ á thì cũng có được mấy cây có trái nè cả nhà, coi nè trái to không. Để mình gỡ bao lưới cho cả nhà xem ha. Tại vì ở đây sốc nhiều quá mình bao nó lại. Đây. Trái này là trái Nhật Hana ha cả nhà. To chưa? Cả nhà nhìn ngón tay của mình nè. Đó. Ngón tay mình không so với trái dâu nó không là cái gì hết. Rất là to. Đây cũng còn. Một cây này mình bẻ hết mấy trái chín rồi cả nhà. Đó. Thì mình bao lại. Đây nó chưa chín lắm. Mình muốn nó chín nhiều thêm một tí nữa thì ăn nó sẽ ngon hơn. À, cái đít nó cũng còn hơi xanh xanh. Thôi mai mình bẻ đi. Cái này có thể mai mình bẻ được rồi. Đây cả nhà xem. Vẫn còn bông ha. Đây. Vẫn còn bông.
trong này nó vẫn còn cái bông nè, vẫn còn ra bông rai rai cả nhà. Rồi giờ đây nữa, những cái cây này thì vườn mình trái nó không có đều ha cả nhà, tại vì mình trồng á đưa thưa lất thất, mình trồng không có đồng đều á, với một phần á là mình bán cây cái mô cả nhà. Rồi nhiều khi mình quay rồi hoặc là khách cưới gì tới hay tham quan coi này kia coi cách mình trồng á, rồi cũng có đôi khi là thích chậu thì mình bán chậu cả nhà, mình bán hôm nào nay cũng hết. Đây mình quay cho cả nhà xem ha. Trên cái vàng này là cây ổn định mình bán hết rồi nè, bán hết nguyên cái vàng trên nè, và bên này nữa nè cả nhà. Nguyên cái vàng này mình cũng bán hết cây ổn định nè, cây có trái cây ổn định mình cũng bán hết nè cả nhà. Cây ổn định á thì mình bán với 50k một cây, còn cây có hoa và trái á, nguyên một cái dải này là mình đã bán hết cây hết cả nhà. Còn cây có hoa và trái thì mình bán 100.000 một chậu. Còn xa xa đằng kia là những chậu đen đen mà cây còn nhỏ á, là mình cũng đang ương để bán cây trưởng thành hết cả nhà. Cây trưởng thành là cây chắc chắn mình mua về là mình có thể là để cho nó ra trái rồi mình ăn luôn. Đó, qua một đợt trái đó thì mình có thể mình làm phân lại để mà mình ăn tiếp trái đợt 2 và đợt 3 nữa. Đó, xa xa bên kia là cây niêu cả nhà, cây niêu xi linh của mình cũng được mấy trái á, mình được chín một trái rồi. Cây này thì mình bón phân nhiều là nó bị thừa phân ha cả nhà, đó người ta gọi là thừa phân. Bây giờ mình chia sẻ với cả nhà một cái giống nhật này. Cái cây này không phải là cây nhật mà là cây này là cây niêu. Đây là cây dông niêu nè cả nhà, niêu xi linh của mình ha. Thì hiện tại thì nó đang ra bông nè, bông nữa nè. Đặc điểm của dâu niêu thì nó ra trái đơn, nhưng mà trái nó cũng ăn giòn ngọt, nhưng mà nó không ngọt bằng nhà Hana nha cả nhà. Cái này cũng dư lá nè, mà lá này là lá già nè, mình có thể tước bỏ nè. Mình tước lá này mình bỏ, lá này là lá già. Thì những cái cây như vậy thì mình có chia sẻ cho khách là với giá 100k một cây hết cả nhà, vì cây có bông có trái như vậy. Tay bông rất là bự, trái sẽ to, thì mình bán với giá là 100k một cây. Đó. Như cây này mình cũng bán 100. Cả nhà thấy ha, như cây ổn định của mình cho cả nhà xem cây ổn định như thế nào. Đây là cây ổn định nha cả nhà, cây này là cây ổn định nè cả nhà. Ổn định thì có cái chậu là bị lớn như vậy thôi, nhưng cây thì chắc chắn nó khỏe rồi. Cây này là trồng ok ha, đó cây này cả nhà trồng thì ok, chỉ chờ có trái ăn thôi. Nó cũng có một cái bông nè, và mình cũng thấy nó xinh xinh thôi, mình để luôn cả nhà, chứ đúng ra là cây này chưa để trái được nha cả nhà. Mình phải tầm một tháng nữa mình bỏ lửa cái lứa bông này, để mình sẽ nuôi đúng một tháng nữa mình mới cho ra lấy trái, nhưng mà vì mình thấy nó xinh xinh quá. Để cho cả nhà xem cây nhật lùng của mình. Đó. Cây nhật lùng cả nhà coi nè, chỉ mới bên lớn đây thôi. Cây này mình gọi là cây ổn định mà em cũng đã có cho bông nè. Đó. Trong đây vẫn còn bông nè cả nhà. Đó, vẫn có một chùm bông trong đây nữa. Thì mình bán những cây ổn định như vậy là giá 50k hả cả nhà.
nó trung hàng hả cả nhà. Đó, nó trung hàng. Cây này cũng đang có búp bông luôn nè cả nhà. Đó, có bông của nó nè. Đây. Nhưng mà cây này là cây niu luôn nè cả nhà. Cây này dâu niu luôn. Nó cũng đang bị lay một chút xíu, hơi nám nám ở chỗ này, mình cũng cắt bỏ chỗ này luôn ha cả nhà. Thì cái cách của mình á, thì mình làm như thế nào thì mình chia sẻ với cô bác như vậy nha, với cả nhà mình như vậy ha. Đây là Nhật Hana. Hana này mình cũng ăn được mấy trái rồi, còn được 2 trái. Cây của mình á, thì nếu như cả nhà chăm sóc tốt, đây mình bị sâu nè. Cây này mình bị sâu, hồi tối mình mới vừa bắt xong. Mình bắt rồi thì nó sẽ không có đẻ trứng, không lây lan ra những cây khác. Đây cũng cây niu nè cả nhà. Đó, trái nha. Cây rất là khỏe. Thì toàn bộ vườn của mình thì mình chỉ là trồng hữu cơ, phân chuồng nha cả nhà. Nhưng mà có đôi khi mình cũng có cho một xíu phân NPK để cho nó cân bằng dinh dưỡng cho cây chuẩn bị ra hoa và trái nha cả nhà. Nói chung mình bón đúng thời điểm, cây chưa ra trái, chưa có bông, mình vẫn bón. Bón chỉ ra liều lượng ít thôi nha cả nhà, không bón bón nhiều lắm. Đến khi cây có bông có trái rồi là mình không xài tới cái phần NPK nữa. Những cây này là bông trái ra bông hết. Cây này là cây mình gọi là cây có bông dịch, có bông có trái. Cây này mình bán giá 100k một cây, khách về là để ăn trái ngay, sau một đợt trái đó thì mình có thể dưỡng lại, mình ăn tiếp trái thứ hai thứ ba nữa. Thì hiện tại vườn mình cũng có bán dâu cái môn nha cả nhà, còn cây ngó thì mình không có bán ship đi xa nha cả nhà. Cây ngó mình chỉ bán cho dân địa phương thôi, tại vì cây ngó là mình ship đi xa thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới cây lắm. Tại vì nhiều khi bà con trồng mà nó không đạt, nó chết, rồi đâm ra mình cũng, thứ nhất là mình mất uy tín, thứ hai là mình sẽ cũng hưởng lắm. Trong khi đó mình trồng cây, mình chia sẻ cách trồng, mình chia sẻ với cô bác anh chị cách trồng, cách hướng dẫn, cách trồng, cách làm phân, cách bón đúng thời điểm như thế nào là nó thích hợp. Mà trong khi đó mình bán giống ra, bà con cô bác nó trồng không được, anh chị em trồng không được, thì đâm ra mình nghe cũng ra rứt. Cho nên mình ship đi xa, mình chỉ ship cây mô thôi nha cả nhà. Còn như là cây ngó ở vườn mình có thì mình chỉ bán cho ở gần khách gần mua cây thôi. Tại vì vườn mình là chủ yếu là mình trồng, khách mua cây ổn nhiều lắm, vừa ổn định là khách đã lấy rồi. Cho nên mình cũng cho có một số cây để ăn quả thì mình có ngó thì mình chia sẻ cho cô bác ở gần người ta trồng làm bonsai, chơi trồng chậu treo rồi này kia cả nhà. Cho nên là đôi khi mình không có ship đi xa được. Ship đi xa thì cây nó sẽ, bởi vì sao mình nói là cây nó sẽ yếu là mình cũng giải thích cho cả nhà hiểu là như vậy. Đây là chậu ngó của mình nè. Đó, chậu này là chậu ngó hết cả nhà. Mà bây giờ á, cái cây con này là nó nhờ từ mẹ, truyền dinh dưỡng từ mẹ sang để nuôi cây con này. Khi mình tách ra khỏi cây mẹ thì cây con nó sẽ mất dinh dưỡng, nếu yếu là nó sẽ chết ngay. Còn nếu cây nào mạnh ra rễ đủ rồi á thì mình cũng phải đem trồng liền. Chứ mình dời đi hoặc là mình dâm lại nhiều rễ mình sẽ trồng. Còn mình vận chuyển đi xa quá thì rễ nó còn non á cả nhà. Đó, rễ nó còn non thì nó sẽ yếu cây. Đó,
đó, nó yếu cây thì sẽ làm chết cây. Trồng cô bác trồng không được, trồng nó sao đặt trên mạng là nhiều quá về mà trồng không được. Ngày xưa mình cũng như vậy, là đó không phải do nơi nhà vườn mà do nơi mình. Tại vì cây á, nhiều khi cây cấy mô nó phải phụ, nó không phụ thuộc về cây mẹ. Tại cây cấy mô là cây người ta người ta nhân giống từ phòng cấy mô ra đó. Thành ra nó là nó sống phụ thuộc, nó không phụ thuộc về ai, nó chỉ sống một mình. Khi nó lớn nó trưởng thành, nó cho trái rồi nó sẽ cho ngó, thì mình tách ngó thì cây ngó nó sẽ phụ thuộc về cây mẹ đó. Nó phụ thuộc về cây mẹ, mà khi mình tách khỏi cây mẹ thì nó sẽ mất đi dinh dưỡng, mất đi cái độ sống. Mà nếu nó có rễ nó sống được đi chăng nữa, mình cũng phải trồng liền, sang qua liền, trồng liền để trong mát, trong vòng một ít nhất là cũng phải 5 ngày đến một tuần lễ mình mới đem ra ngoài được. Còn mình trồng cây cấy mô á thì nó đã chịu nhiệt, cấy mô chịu nhiệt, nó từ phòng cấy mô, phòng thí nghiệm ra thì cây đó nó đã hoàn toàn là nó không phụ thuộc về cây mẹ rồi. Nó có rễ đầy đủ, rễ nó nhiều để nó phát triển đó. Thành ra làm vận chuyển đi đến đâu cũng vậy, để cho cả nhà xem là cái gì cái mô của mình đây, cho cả nhà xem. Đây là cây cái mô của mình ha, mình ship cho khách. Vì nó một cây là nó nằm từng ô như vậy, mỗi một cây nó được bảo quản trong đây. Khi cô bác vận chuyển đi xa thì nó cũng không bị lắc, không bị ảnh hưởng tới rễ và đất đó, thì cây nó không bị sốc. Thì như vậy á thì cây nó mới sống đó. Cây nó khỏe, rễ nó đầy đủ. Đây cho cả nhà xem, đây là rễ cây cái mô của mình. Tuy mặc dù cây nhỏ, cái này là nhập heme cả nhà, cây nhỏ nhưng rễ đầy đủ. Cô bác cắm xuống thì nó sẽ sống ngay đó. Mình cũng để phải tầm một tuần lễ trong mát rồi mình hãy mang ra đó. Đây là cây mô của mình, cho cả nhà xem luôn nha. Cái mô là nó như vậy, rễ như vậy, nhà nó nhỏ như vậy, thì mình bán cái giá 12.000 một cây. Còn cây mà mình đã dâm ra ổn rồi, dâm ổn chứ mình không gọi là cây ổn định nha cả nhà. Nếu cây ổn định là nó khác nữa, như cây hồi nãy màu lớn đó mình gọi là cây ổn định. Còn đây cũng là cái mô mình đã dâm ra sống hoàn toàn rồi nè cả nhà. Thì nếu ai muốn đặt cây cái mô này, cây này thì mình bán với giá 20.000 một cây. Cây này là cây Nhật Hana, là bởi vì mình đã bầu ổn định rồi, mình bầu ổn định, mình giao cho khách là chỉ có về mình trút ra, mình đưa hai ngón tay vô như vậy, mình ấp nó lại. Cái này mình chỉ mới trồng có 10 ngày thôi nên cả nhà cũng có rễ nè. Nó ăn ra như vậy, nhưng mà cái này thì mình bán với giá 20.000 đó. Thì cái này mình bán với giá 20.000 một cây nha cả nhà. Mình cũng vậy, nó là không để lá nhiều, mình cũng không có để lá nhiều lắm, mình cũng để 4 lá thôi. Cây nhỏ mình vẫn chỉ để 4 lá thôi cả nhà. Thì mình để lá nhiều thì sâu bọ nó dễ tấn công hơn. Cho cả nhà xem cây này là cây Nhật Bạch Tuyết nha cả nhà. Đây này là cây Nhật Bạch Tuyết, mình cũng dâm ra đây khoảng được 20 ngày. Cây còn trong dĩ thì nó chỉ mới lớn vậy thôi, nhưng mà cái cây này thì mình trồng là 20 ngày. Thì cả nhà xem ha, giữa hai cây là nó xa nhau là trên lệch rất nhiều ha cả nhà, gấp đôi lực ba luôn ha cả nhà đó. Sau 20 ngày trồng thì cây nó được bao nhiêu đây, còn cây cô bác mới mua về thì nó chỉ có vậy thôi. Đây trắng xó luôn, thì cô bác trồng, cả nhà mình trồng thì cây nó sẽ, nó gặp đất thì nó sẽ sống ngay và bám vào đất. Khi mà cây
ở nhà mình mua như cây này về thì mình cũng lạc lợi y dày, nó cũng có rễ nữa hả cả nhà. Nhưng mà cây này mình cũng không xếp đi xa nha cả nhà, bởi vì mình vô bầu như vậy mình không xếp đi xa, mình cũng không xếp đi xa, mình chỉ bán trong tỉnh thôi, xếp vòng vòng trong tỉnh mình thì mình xếp thôi, còn ra ngoài tỉnh thì mình không xếp được, tại vì ra ngoài tỉnh thì cây nó đi xa quá vận chuyển không tốt, tại nó đã vô bầu rồi, nó không còn nằm trong vị cái mô nữa. Nếu nó nằm trong vị cái mô thì nó được ổn định. Mình sẽ nhắc cây này lên cho cả nhà. Thôi, cây này mình không nhắc nữa. Tại vì nãy mình lên chứ hồi nãy nó không có rễ, không có tới dưới. Nó thì cả nhà xem cây mình trồng 20 ngày tuổi nè. Cây khỏe mạnh đàng hoàng nha. Mình không để lá nhiều, nếu mà cây này để lá nhiều thì nó to lắm nha cả nhà. Cả nhà xem cái gốc nó nè. Nó rất khỏe, rất mầm nè. Mình cũng lặt lá bớt, không có để lá nhiều. Khi cả nhà mình để lá nhiều á thì cây nó dễ gây cái mầm bệnh cho cây lắm, cho nên mình chỉ để cho nó ít thôi. Thì cây này mình cũng trồng từ cây cấy mô ha cả nhà. Nói chung là trong vườn mình hầu như cây cấy mô thì nhiều, tại vì mình trồng cây cấy mô không thôi. Đó, toàn bộ đây là cây cấy mô hết. Đây mình cũng quay xa cũng thấy gần hết. Cây bẹ rất là xanh mướt, không có bị nấm bệnh. Cây này là cây nha, Hana nè. Này là có trái rồi nha cả nhà, cái này ăn trái rồi. Nếu có nấm bệnh thì giống như lúc đầu mình chia sẻ với cả nhà mình đó, là mình lấy lưỡi lam mình cắt bỏ cái phần bị nấm đi, rồi mình dời xa giường ra, mình đem tiêu hủy xa giường, thì cây sau này nó sẽ không có lây lan tới những cây khác nữa. Như cả nhà thấy nè, đây là cây Nhật Hana ha cả nhà. Nhật Hana của mình ăn trái xong thì nó cho được 3 ngó ha cả nhà. Đây một ngó nè. Giờ ra đây là một ngó. Qua đây một ngó. 3 ngó. Thì mình mới vừa ăn trái đây. Chắc cây này mình dưỡng lại chắc cũng được tháng rồi đó. Cả nhà xem nè, chuẩn bị ra trái nữa ha. Nè. Gốc nè. Đó, gốc to ha. Gốc mập. Ở khi cả nhà để ý cái gốc mà nó mập ra như vậy thì chuẩn bị sẽ ra bông đực cái tiếp tới nữa. Đó, đây là cây Nhật Hana. Thì mình chuẩn bị mình nhập giống từ phòng cái mô về hết cả nhà, là mình đang cây cũng đang chuyển về, là mình có Nhật Hai Me, Nhật Lùng, dâu hàng chân ta, hàng Delit, rồi dâu bạch tuyết ngọc trai hết cả nhà, và dâu đài đó. Mình chuẩn bị về là 6 giống. Nếu cả nhà mình có ai yêu cầu thì hãy gọi số điện thoại của mình, mình có để dưới phần mô tả ha. Hãy gọi số điện thoại cho mình là số điện thoại 0908 620 877, gặp trực tiếp ngay mình ha. Mình là Thủy, kênh của mình là Dâu Sạch Tây Ninh hết cả nhà. Thì hôm nay mình làm cái clip này cũng chủ yếu là chia sẻ với cả nhà cách mình trừ những cái nấm bệnh gây hại cho cây khi nó mới phát sinh ha cả nhà. Rồi thì bây giờ mình bye bye cả nhà ha. Chúc cả nhà một ngày tốt lành ha. Rồi bye bye.